Ở một vấn đề khác thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có báo cáo gửi Bộ Tài nguyên Môi trường và kiến nghị thống nhất với Bộ Quốc phòng chỉ đạo rà soát việc sử dụng đất quốc phòng và mục đích kinh tế trên địa bàn thành phố theo thẩm quyền quản lý, đồng thời thông tin để thành phố theo dõi và quản lý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện Bộ Tư lệnh Thành phố đang quản lý sử dụng 64 vị trí đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 3 triệu m². Tương tự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đang quản lý gần 113.000 m² vào mục đích quốc phòng. Đối với các đơn vị quốc phòng khác như quân khu, quân binh chủng, Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp rà soát nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo. Cũng theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế từ trước đến nay đều do Bộ Quốc phòng quyết định. Hiện vẫn chưa có thông tư liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên Môi trường, bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc phối hợp kiểm tra loại đất này. Do đó, chính quyền thành phố cũng đang gặp khó khăn trong việc thực hiện.